Xin chào tất cả các bạn. Thì trước khi chúng ta làm nhà đó, chúng ta hay đến một cái ông thầy nào đó để chúng ta xem về cái ngày tốt để chúng ta làm nhà. Các bạn ha, dự định làm nhà trong trong năm nay chẳng hạn, trong năm 2023 thì chúng ta sẽ đến thầy, chúng ta xem là mình có thể làm nhà vào tháng nào, ngày nào để mình khởi công, giờ nào để mình động thổ các bạn ha, phương vị động thổ như thế nào, vị trí nào để mình động thổ cho nó hợp với cái mệnh của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đó các bạn nha. Thì các cái bước mà chọn cái ngày tốt lập nhà đó thì chúng ta có những cái bước như sau. Đầu tiên là chắc chắn là chúng ta phải ghi lại thông tin của tuổi gia chủ rồi các bạn ha. Chọn ghi lại cái thông tin của cái tên tuổi của cái người mà chuẩn bị làm nhà đó. Cái bước thứ hai là chúng ta chọn cái năm làm nhà ha. Chọn cái tuổi làm nhà hay là cái năm làm nhà đó các bạn ha. Thứ ba nữa là chúng ta chọn cái tháng làm nhà. Chọn được cái năm rồi thì chúng ta sẽ chọn xem cái tháng nào là cho nó phù hợp, nó thuận lợi và nó tốt các bạn nhé. Bước thứ tư là chúng ta sẽ chọn cái ngày khởi công ha. Tức là chọn được cái tháng rồi, cái năm, cái tháng rồi thì chúng ta sẽ chọn cái ngày nào trong tháng đó để chúng ta khởi công. Tiếp theo nữa là chúng ta chọn cái giờ động thổ các bạn ha, giờ nào trong cái ngày tốt để chúng ta động thổ. Cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ chọn cái hướng hay là cái vị trí để mình động thổ đó các bạn ha. Chúng ta sẽ xét qua từng cái bước như vậy các bạn nha. Đó thì cái bước thứ nhất là ghi lại thông tin tuổi gia chủ này, các bạn ghi lại họ tên của gia chủ này ha, cái ngày tháng năm sinh, chúng ta xét theo cái năm sinh âm lịch các bạn ha, ngày tháng âm lịch các bạn nha. Dương lịch thì chúng ta sẽ đổi ra cái ngày tháng năm sinh của cái năm âm lịch các bạn ha, tuổi âm lịch. Rồi cái mệnh niên của gia chủ đó, ví dụ sinh 981 thì mộc, thạch lượng mộc các bạn ha, ví dụ như vậy. Đó. Thì tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xét cái mệnh quái của gia chủ đó ha. Ví dụ 1981 là cái tuổi gì các bạn, cái mệnh gì, chúng ta hay xét cái tuổi này, đó là cái mệnh quái là mệnh khảm các bạn ha, nó nằm ở cái cung khảm trên cái sơ đồ của cái bát quái hậu thiên các bạn nha. Có những cái video đã giới thiệu hết tất cả cái này là các bạn có thể tìm xem lại, mình xác định cái mệnh niên mệnh quái như thế nào ha. Đầu tiên cái đó là cái ghi thông tin của cái tuổi gia chủ các bạn nha. Rồi cái bước thứ hai là chúng ta sẽ chọn cái tuổi để chúng ta làm nhà. Tức là chúng ta sẽ xét cái năm mà chúng ta dự định làm nhà đó nó có hợp hay không, mà có tốt để chúng ta làm nhà hay không các bạn ha. Thì chọn cái tuổi làm nhà hay là chọn cái năm làm nhà đó thì chúng ta xét những cái việc như sau. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ tránh cái kim lâu, cái hoang ốc và cái tam tan là ba cái cơ bản các bạn ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ tránh cái năm sát nè, hạn xung với cái mệnh chủ các bạn nha. Thì những cái video về kim lâu, hoang ốc, tam tan thì đã giới thiệu các bạn rồi. Ở đây tôi có thống kê là cái bảng nhìn vô đây là chúng ta sẽ chọn cái tuổi, ví dụ như là cái tuổi là 43 tuổi đi ha, 41 tuổi là được hay không nè, 41 nè, 42, 43 nè, 43 là thuộc về cung trắng thì được các bạn ha. Lưu ý nè, cung khôn là số 1 cũng đã khởi tại tại cái cung khôn, đếm trên cái bàn tay chúng ta cũng có cái video để chúng ta giới thiệu đếm rồi các bạn nha. 1 nè, sát cái kim lâu thân là không được này các bạn ha. Số 3 là kim lâu thê, 6 là kim lâu tử và số 8 là kim lâu lục xúc các bạn ha. Chúng ta sẽ xét theo cái đếm trên cái sơ đồ bàn tay, chỉ các bạn cái cách đếm rồi ha. Cái thứ hai nữa có thể đếm theo cái gì các bạn, đếm theo cái cửu tinh đồ cơ bản ha. Tứ hải tam sơn hữu bát tiên là cửu long ngũ hổ nhất tề thiên nhị quân thất tướng phò lục bất thập ngũ lạc thơ vị chi huyền đó. Thì ví dụ như 43 tuổi đi, chúng ta đếm từ như thế nào, chúng ta đếm theo cái đường lượng thiên xích các bạn ha. 4 nè, 5 nè, 40 nè, 40 ngay chỗ 4 các bạn ha. 40 khởi chỗ số nào, thí dụ 30 thì mình khởi tại số 3, 40 khởi tại số 4 các bạn ha. 80 thì khởi tại số 8 ha. 50 thì khởi tại trung cung số 5 các bạn ha. Đi theo cái đường lượng thiên xích, ví dụ như 43 tuổi đi, đếm như thế nào, 40 nè, 41 nè, 42, 43 được không, 43 nó sẽ vô số 7 đó, ngay vị trí nè, 40, 41 nè, 42, 43 được không? Thì ngay chỗ vị trí của cái số 7 thì nó không có vào cái 1368 vì chúng ta sẽ không phạm kim lâu các bạn ha. Còn ở đây thì nói nhanh thôi thì chúng ta sẽ xét trên cái bảng này, ví dụ 43 là chỗ nào các bạn ha, 10, 20, 30, 40 nè,
bóng 1, bóng 2, bóng 3 và cuối cùng trắng, không không phạm các bạn ha. Ví dụ như vậy đi, cái cách để chúng ta xét thôi. Nhìn trên đây là tôi có ghi là cái tuổi rồi các bạn ha, những cái tuổi này, ly nè, trung cung nè, đoài nè, khảm nè, trắng thì không phạm, chỉ có một khôn, càn, cấn, tốn là chúng ta sẽ phạm vào kim lâu các bạn ha. Cái này chúng ta xem lại cái video mà giới thiệu về cái kim lâu đó ha. Tránh cái tuổi phạm kim lâu ha. Cái thứ hai là tránh cái tuổi phạm hoàng ốc các bạn ha. Nhất cát nhị nghi tam địa sát tứ tấn tài ngũ thọ tử và lục hoàng ốc, thì một số người thì người ta tránh cái chỉ tránh cái hoàng ốc thôi là được rồi các bạn ha, tránh cái tuổi hoàng ốc thôi là được rồi, còn những cái tam địa sát và ngũ thọ tử chúng ta có thể bỏ qua, nhưng mà nếu mà kỹ thì chúng ta bỏ luôn hai cái năm mà phạm cái tam địa sát hay ngũ thọ tử các bạn ha, tại vì hai vị trí đó nó cũng không tốt ha. Đó thì nhất cát nhị nghi nè, tam địa sát tứ tấn tài ngũ thọ tử và lục hoàng ốc, một cái bấm trên cái sơ đồ bàn tay thì cũng có video giới thiệu các bạn rồi nha. Ở đây chúng ta sẽ nhìn theo cái bảng nè, tôi thống kê sẵn thì các bạn nhìn vào cái tuổi đó thì chúng bạn có thể là xét là nó phạm hay không phạm ngay luôn các bạn ha. Tránh tuổi phạm tam tai thì cái gì, bốn cái bộ mà tam hợp đó, thân tí thìn nè ha, thì tam tai tại dần mão thìn, tức cứ 12 năm xoay vần thì mỗi cái tuổi của chúng ta sẽ có ba cái năm phạm tam tai liên tiếp các bạn ha. Ví dụ như người tuổi thân, tuổi thí, tuổi tý, tuổi thìn thì sẽ phạm tam tai vào ba cái năm là dần mão thìn các bạn ha. Tỵ dậu sửu thì phạm tam tai tại hợi tý sửu ha, hợi mão mùi thì tỵ ngọ mùi, dần ngọ tuất thì thân dậu tuất các bạn ha. Cái video về giới thiệu cái phạm tam tai thì chúng ta xét trên cái sơ đồ của cái bàn tay, áp lên cái bốn cái bộ tam hợp này các bạn ha, thì chỉ các bạn cái cách đó rồi ha. Xem lại cái video đó các bạn nhé. Đó, tránh kim lâu hoang ốc nè, tam tai nè các bạn ha. Rồi tránh tránh cái năm sát. Đó, tránh năm sát là như thế nào, giới thiệu các bạn rồi, cái này cái video về tránh sát hạn xung nó cũng có giới thiệu rồi các bạn ha. Thì dần ngọ tuất thì sát tại tại sửu các bạn ha, sửu tới dần các bạn ha, tức là cái bộ mà dần ngọ tuất này thì chúng ta lấy cái năm sửu là cái năm mà nó nằm trước cái bộ đó, đó các bạn ha, tức là sửu rồi tới dần nè, năm liền kề trước đó chúng ta lấy nó sát tại cái năm đó các bạn ha. Dụ tỵ dậu sửu thì nó sẽ thìn rồi tới tỵ này các bạn, tại vì tỵ dậu sửu thì chúng ta sát tại tại thìn các bạn ha. Hợi mão mùi thì cũng là tuất, sát tại tuất, thân tí thìn thì chúng ta sát tại tại mùi, video đó giới thiệu các bạn rồi nha. Đó, tránh sát ha, tránh cái năm sát. Tiếp theo nữa là tránh năm hạn. Năm hạn là năm thế nào, tức là chúng ta sinh cái năm nào, cái địa chi đó các bạn, xét địa chi, ví dụ người tuổi dậu thì sát tại năm dậu, năm hạn và năm dậu các bạn ha. Người tuổi dậu thì cái địa mình sinh theo tính theo hàng chi, cho nên là cái người thuộc cái tuổi của cái con giáp nào thì hạn gặp hạn tại năm đó ha, năm tuổi của mình đó gọi là năm tuổi đó các bạn ha. Rồi cái năm mà đối xung với cái tuổi của mình trong cái tứ hình xung đó, đối theo từng cặp đó các bạn ha, giới thiệu rồi, có giới thiệu rồi các bạn nha. Ví dụ mình năm tuổi dậu đi thì mình sẽ đối xung với cái năm nào các bạn, mão mão dậu, tức là mình có gì, tý ngọ nè, tý với là ngọ, mão với dậu, thìn với tuất, sửu với mùi, dần với thân và tỵ với hợi, đối xung theo từng cặp các bạn ha, ba cái bộ tứ hình đó ha. Đó. Thì đầu tiên là cái năm hạn là cái tuổi gì thì chúng ta sẽ gặp cái hạn tại cái năm đó các bạn ha, đồng thời cái năm đối xung với lại cái tuổi của chúng ta đó là cái năm phạm tuế phá các bạn ha, gặp hạn tại năm đó gọi là năm thái tuế, và đối xung với lại cái tuổi của chúng ta thì gọi là năm tuế phá các bạn ha, tránh hai cái năm đó ra luôn các bạn nha. Đó rồi tiếp theo nữa là tránh cái năm xung khắc với mệnh chủ. Chúng ta ví dụ như chúng ta mệnh mộc đi thì chúng ta tránh những cái năm kim nha, năm mà nó có hành kim. Ví dụ như là chúng ta thuộc chúng sinh năm năm sinh của chúng ta mà nó thuộc cái hành mộc đi ha, thì chúng ta tránh những cái năm mà nó có hành kim các bạn ha. Rồi tránh cái năm mà nó can chi nó xung với nhau nha các bạn ha. Xem là cái ngũ hành của cái can, thiên can và địa chi đó các bạn ha. Ví dụ như chúng ta sinh năm dậu thì chúng ta tránh năm năm mão nữa các bạn ha, mão dậu nó xung nhau, hồi nãy có nói rồi các bạn ha. Thái tuế và tuế phá thì ví dụ như chúng ta sinh năm 1981 thạch lựa mộc, chúng ta mang cái hành mộc
mệnh 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 niên của chúng ta thì thuộc mệnh mộc, thì chúng ta tránh những cái năm mà nó có cái hành kim, tức là năm thân, năm dậu thì kim. Các bạn còn nhớ tới cái địa chi, ngũ hành của địa chi không ha? Ví dụ năm Tý, năm Hợi thì thuộc hành gì các bạn? À, phía Bắc thủy các bạn ha. À, Sửu thì thuộc thổ nè, tới Dần Mão thì thuộc thuộc mộc ha. À, Thìn thì thuộc thổ nè, Tỵ Ngọ thì thuộc hỏa, tới Mùi là thuộc thổ ha. À, Thân dậu thuộc kim ha. Tuất thuộc thổ các bạn ha. Đó, chúng ta xem cái mệnh niên của chúng ta thuộc cái hành nào, và chúng ta tránh những cái năm có cái ngũ hành mà nó xung khắc với cái mệnh của chúng ta các bạn ha. Đó, thì tóm lại cái chọn cái năm làm nhà chúng ta tránh những cái gì: kim lâu, hoang ốc, tam tai, tránh năm sát và tránh năm hạn, và tránh những cái năm mà nó xung khắc với cái mệnh của chúng ta các bạn ha. Đó là cái việc chọn như vậy là chúng ta sẽ chọn được cái năm làm nhà đó có phù hợp để mình khởi công, mình động thổ, mình làm nhà vào cái năm đó hay không các bạn ha. Đó là cái bước thứ nhất. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái tháng làm nhà, chọn được cái năm rồi các bạn ha. Chúng ta tránh những cái kim lâu, hoang ốc, tam tai nè, tránh cái sát, tránh năm hạn, tránh năm xung khắc cái mệnh chủ các bạn ha. Đó, chọn được cái năm rồi, chúng ta tránh hết rồi, chúng ta chọn được cái năm rồi thì chúng ta bắt đầu chọn qua cái tháng để chúng ta làm nhà các bạn ha. Chọn tháng làm nhà thì chúng ta chọn như thế nào? Tức là chúng ta có thể chọn theo hai cách ha. Hoặc là chúng ta sẽ kết hợp cả hai cách. Thường thì chúng ta sẽ kết hợp các bạn ha, tại vì cách thứ nhất là chúng ta sẽ chọn theo cái gọi là cái tiết khí ha các bạn ha. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chọn theo cái bảng này, thực sự là nó dùng cái 12 cái sao đầu của cái vòng sao Phúc Đức các bạn ha. Đó, để chúng ta chọn được cái tháng mà tốt để chúng ta làm nhà. Chọn cái theo cái tiết khí thì nó liên quan đến cái phương vị và cái mệnh quái của chúng ta đó các bạn ha. Ví dụ như cái người mệnh khảm đi, càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài các bạn ha. Đó, thì cái mệnh khảm thì nó quay về hướng Bắc, thì tốt nhất là chúng ta khởi công từ cái gì các bạn, từ 7 đến 8 tháng 12, tức là từ cái đại tuyết này cho đến cái tiểu hàn các bạn ha. Tức theo cái tiết khí đó các bạn, tiết khí trong năm đó, đại tuyết thì nó vào khoảng 7 8 tháng 12, tới cái tiểu hàn thì khoảng 4 đến 5 tháng tháng 1. Chúng ta tính theo cái tuổi cái năm âm lịch các bạn ha. Đại tuyết nè qua đồng chí đến cái tiểu hàn các bạn ha. Ví dụ như cái người mệnh mệnh gì, mệnh tốn đi, tốn thì nó thuộc vào khoảng 4 từ 1 đến 19 20 tháng 4 các bạn ha. Qua cái lập hạ từ Cấp Vũ đến 19 20 tháng 4, qua lập hạ là khoảng chừng 5 6 tháng 5, đến cái tiểu mãn là khoảng 20 đến 21 tháng 5 các bạn ha. Chúng ta xem lại cái chúng ta tra cái tiết khí ở trong năm đó các bạn ha. Tức là khoảng giữa giữa cuối tháng 4 cho đến tháng 5 các bạn ha. Đến tháng 5 trong nằm trong cái khoảng đó các bạn nha. Đó, thì chúng ta thuộc cái mệnh quái thế nào, ở đây giới thiệu là chúng ta thuộc cái mệnh quái nào, cái cách mà xác định cái mệnh quái của chúng ta thì giới thiệu rồi các bạn ha. Xem là cái mệnh quái của chúng ta thuộc cái mệnh nào thì dựa vào cái bảng này, để chúng ta dựa vào cái sơ đồ này để chúng ta chọn cái tiết khí để chúng ta làm nhà vào khoảng từ tháng mấy đó đến tháng mấy đó, dựa theo cái phương vị của cái bát quái với lại cái tiết khí trong năm các bạn ha. Nhưng mà chọn theo cái cách này thì chúng ta chỉ được gần như chỉ có trong năm chúng ta chỉ có 1 tháng mà, gần khoảng 1 tháng, hoặc là nó chênh lệch giữa tháng này tháng kia, nửa tháng này qua nửa tháng kia các bạn ha. Cho nên là cái khoảng thời gian nó rất là hạn hẹp, chúng ta khó làm lắm. Giả sử những cái người mà thuộc vào cái mệnh khảm đi, mệnh khảm thì 7 đến 8 tháng 12 nè cho đến là tiểu hàn là 4 đến 5 tháng giêng, thì cái này là nó rất là cập rập cuối năm qua đầu năm, ngay chỗ cái Tết âm lịch đó, thì các bạn rất là khó để chúng ta khởi công làm nhà vào cái tháng đó. Chúng ta không không ai mà khởi công vào vào cái Tết âm lịch cả các bạn ha. Chúng ta rất là bận bịu vào khoảng thời gian đó ha. Đó, cho nên là nó cũng có những cái bất cập ha. À, chúng ta sẽ chọn cái theo cái bảng, chọn cái tháng tốt làm nhà theo cái bảng như tôi giới thiệu ở đây ha. Có ghi ra cái bảng này vì tháng giêng cho tới tháng 12 các bạn ha. Tháng dần đó, dần là tháng giêng các bạn ha. Chúng ta nhớ dần là tháng giêng, chúng ta điểm tới tháng 12 là tháng Sửu ha. Đó, thì chúng ta cái bảng này thì nó dựa vào cái 12 sao đầu của cái vòng sao Phúc Đức các bạn ha.
Thì từ cái phút đức tới cái điên cuồng đó các bạn ha, thì chúng ta xem chúng ta chọn được cái năm làm nhà vào ba cái nhóm, bốn cái nhóm năm, tức là cái bốn cái nhóm mà tam hợp đó các bạn ha. Tỵ dậu sửu là thân tí thìn nè, hợi mão mùi và dần ngọ tuất các bạn ha. Và bốn 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 cái bộ này ha, thì chúng ta xem là dùng cái 12 cái sao đầu của cái nhóm năm này các bạn ha, của cái ví dụ như tuổi dậu đi, thì chúng ta sẽ dùng cái nhóm tỵ dậu sửu này đó, thì chúng ta thấy cái sao phúc đức nó rơi vào tháng 2 các bạn ha, tấn tài tháng 4 ha, quan lộc quan quý là tháng 7 tháng 8 nè ha, tháng 10 là vượng trang nè, tháng 11 hưng phúc, tức là những cái sao tốt trong 12 sao đầu của vòng sao phúc đức nó ứng vào cái tháng nào của cái nhóm tuổi chúng ta đó, thì chúng ta sẽ chọn ha các bạn nha. Thì cho thấy là cái gì, chúng ta có rất là nhiều tháng, khoảng 6 tháng, 6 tháng các bạn ha. Mỗi cái tuổi thì chúng ta chọn theo cái cách này, chúng ta có được 6 tháng để chúng ta khởi công, chúng ta làm nhà. Tốt nữa thì chúng ta sẽ vừa kết hợp với cái bảng này, vừa kết hợp với cái chọn theo tiết khí. Nếu mà hợp lý thì chúng ta sẽ chọn và ưu tiên là chọn theo cái bảng này để chúng ta có cái cơ sở là nó nhiều cái số tháng hơn trong năm để chúng ta làm nhà, nhiều thời gian hơn trong năm để chúng ta làm nhà các bạn ha. Nó sẽ hợp lý hơn. Cái bên cái tiết khí thì nó có liên quan đến cái sơ đồ phương vị của cái bát quái, tức là cái mệnh quái của chúng ta, nhưng mà nó chỉ được có một tháng, gần như có một thời gian khoảng một tháng trong năm để chúng ta khởi công chúng ta làm, thì nó hơi hạn hẹp các bạn nha. Ví dụ tuổi tuổi Mão đi, năm nay là Quý Mão, thì chúng ta sẽ xem là tháng 1, tháng 2 nè, tháng Giêng tháng 2 nè ha, tháng 4 nè, tháng 5 nè, tháng Giêng là quan lộc, tháng 2 quan quý, tháng 4 là vượng trang ha, tháng 5 là hưng phúc ha, tháng 8 là phúc đức nè, tháng 10 là tấn tài. Chúng ta sẽ chọn cái năm tốt ở trong cái 12 sao đầu của vòng sao phúc đức theo từng cái nhóm năm này để chúng ta ứng vào cái tháng, chúng ta sẽ chọn cái tháng chúng ta làm nhà cho nó hợp lý các bạn ha. Đó thì chọn cái tháng, cái việc mà chọn tháng làm nhà thì chúng ta sẽ tránh cái gì các bạn, đầu tiên là chúng ta chọn theo hai cái sơ đồ này ha, một là theo tiết khí, hai là chọn theo cái bảng chọn tháng tốt làm nhà dựa theo cái 12 sao đầu của vòng sao phúc đức. Cái chúng ta tránh cái tháng có cùng chi với tuổi gia chủ ha. Tiếp theo thì chúng ta tránh cái tháng, cái việc mà tránh đó, chọn là chọn theo hai cái sơ đồ này, cái bảng này. Tránh thì chúng ta sẽ tránh cái tháng mà có cùng chi với tuổi gia chủ, tức là chúng ta sinh tuổi dậu thì chúng ta tránh cái tháng dậu các bạn ha, tháng dậu tháng 8 á, ví dụ vậy ha. Chúng ta mà tuổi tuổi mùi thì chúng ta sẽ tránh tháng 6, tháng mùi, đơn giản như vậy thôi ha. Giới thiệu các bạn thêm, tránh cái tháng có cùng chi với tuổi gia chủ, tránh cái tháng mà xung với tuổi gia chủ. Chúng ta tuổi dậu thì chúng ta sẽ tránh cái tháng mão nữa, ngoài tránh tháng dậu thì chúng ta sẽ tránh thêm cái tháng mão nữa, tức là nó xung với cái tuổi của chúng ta ha. Mão dậu thì xung nhau các bạn ha. Tránh cái tháng sát, ví dụ tuổi tuổi dậu thì nó sát tại chỗ nào các bạn, tỵ dậu sửu sát tại thìn các bạn ha, cái bộ mà tỵ dậu sửu thì nó sẽ sát tại thìn ha. Ví dụ như dần ngọ tuất thì sát tại sửu nè, tỵ dậu sửu sát tại thìn, hợi mão mùi thì sát tại tuất, thân tý thìn sát tại mùi các bạn ha. Đó, xét qua những cái việc như vậy để chúng ta chọn cái tháng làm nhà cho nó hợp lý. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn theo tiết khí nha. Tiết khí nó chỉ có được một tháng thôi, cho nên chúng ta kết hợp chọn theo cái bảng 12 sao đầu vòng sao phúc đức nha. Đó, chúng ta sẽ chọn được cái tháng làm nhà, chọn những cái tháng tốt trong cái 12 sao đầu kết hợp với theo tiết khí. Đồng thời chúng ta sẽ xét, chúng ta tránh ra những cái tháng mà nó có cùng chi với tuổi gia chủ nha, tránh cái tháng đối xung với cái tuổi gia chủ. Ví dụ dậu thì chúng ta sẽ tránh tháng dậu, tránh luôn cái tháng mà nó đối xung với tuổi gia chủ, tức là tránh tháng tháng mão các bạn ha, mão dậu ha. Cái thứ ba nữa là tránh tháng sát, tức là xét theo từng nhóm năm ha, tỵ dậu sửu sát tại thìn nè, thân tý thìn sát tại mùi, hợi mão mùi sát tại tuất, và dần ngọ tuất sát tại sửu các bạn ha. Chúng ta tránh những cái việc đó luôn để chúng ta chọn cho chúng ta cái tháng mà làm nhà cho nó hợp lý các bạn ha, cho tốt và hợp lý các bạn nha. Rồi, đó, bước tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái ngày khởi công các bạn nha. Chọn cái ngày khởi công thì chúng ta sẽ xét những bước như thế nào. Đầu tiên là chúng ta phải xét đến cái ngày âm lịch các bạn ha. Chúng ta sẽ chọn theo cái ngày âm lịch đó. Đầu tiên nhất là chúng ta sẽ tránh cái ngày, chúng ta chọn được tháng rồi thì trong tháng đó chúng ta sẽ tránh cái ngày gì? Đầu tháng và cuối tháng ha. Tránh ngày đầu tháng và cuối tháng. Cái ngày đầu tháng người ta gọi là ngày sắp nha, cái ngày cuối tháng gọi là cái ngày nguyệt tận hay là cái ngày hối á, chúng ta tránh hai cái ngày ra nha. Đó, đầu tiên là chúng ta tránh cái ngày đầu tháng và cuối tháng. Thứ hai nữa là tránh ngày sát,
cái bộ mà tránh sát là thì chúng ta cho, tính cho năm tháng ngày giờ luôn các bạn ha, năm năm sát tháng sát ngày sát và giờ sát luôn các bạn ha, nó y như là cái tránh năm và tránh tránh tháng đó, thì cái ngày nó cũng vậy thôi. Cái bộ mà cái năm sinh mà dần ngọ tuất thì sát tại sửu các bạn ha, tỵ dậu sửu thì sát tại thìn, thời mão mùi thì sát tại tuất và tháng tứ thìn thì sát tại tại mùi các bạn nha. Đó. Đầu tiên là tránh ngày đầu tháng cuối tháng, cái thứ hai tránh ngày sát ha, tránh ngày sát. Cái năm sinh mà tỵ dậu sửu thì chúng ta tránh cái ngày thìn ha, cái người năm sinh vào năm dần, năm ngọ, năm tuất thì tránh cái ngày sửu các bạn nha, ví dụ như vậy ha. Rồi tiếp theo là chúng ta tránh cái gì nữa, tránh ngày thụ tử và sát chủ, chúng ta xét theo cái bảng này các bạn nha, thụ tử và sát chủ hai cái ngày xấu các bạn ha. Đó thì tính theo cái tháng âm lịch ha, ngày thụ tử và sát chủ, ví dụ tháng dần là tháng giêng á, thì tại tuất tại tỵ, ngày thụ tử là tuất, sát chủ là tại tỵ các bạn ha. Tháng 2 là tháng mão thì thìn và tý, tránh 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 cái ngày thìn ngày tý các bạn ha. Tức là chúng ta đã chọn được cái tháng chúng ta làm nhà đó các bạn ha, ví dụ vào tháng 3 tháng thìn thì tránh cái ngày 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 thụ tử, ngày hợi và ngày sát chủ với ngày mùi các bạn ha. Đó tháng 4 thì tỵ mão, năm thì ngày tý ngày thân, sáu tháng 6 là tháng mùi thì tránh cái ngày ngọ ngày tuất, đơn giản cái vậy các bạn ha. Nhìn theo cái bảng mà các bạn sẽ tránh các bạn ha. Ví dụ như tháng 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 9 thì tháng tuất thì chúng ta sẽ tránh cái ngày dần và ngày ngọ ha. Đó tránh cái ngày thụ tử và sát chủ. Bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tránh cái ngày xung khắc với mệnh chủ, y chang như những cái năm và cái tháng thôi các bạn ha. Tránh có ngày có cái hành mà nó xung với hành của mệnh chủ ha. Đó, chúng ta mệnh mộc thì chúng ta tránh cái ngày có cái hành kim ha. Đó ví dụ như nãy tôi có nói rồi đó, thì cái tuổi dậu thì thuộc mệnh mộc, mệnh mộc cho nên chúng ta tránh cái ngày mà nó có cái hành kim, tức là ngày thân và ngày dậu các bạn ha, tránh cái ngày đó ra ha. Đó tránh cái ngày mà xung can chi của tuổi gia chủ ha, can chi ví dụ như là giáp nè, tôi đã có cái sơ đồ ghi ra sơ đồ này, giáp thì xung với mậu nè, ất là kỷ nè, bính là canh nè, đinh thì tân các bạn ha, các bạn so như vậy. Hoặc là chúng ta có thể tính theo cái cách là chúng ta đếm từ cái tuổi của chúng ta đó, cái can của cái tuổi chúng ta đó, ví dụ tân dậu thì chúng ta đếm từ can, chúng ta sẽ đếm một là can, đếm một là tân các bạn, chúng ta đếm tới cái thứ bảy thì cái can đó nó sẽ xung với can của chúng ta các bạn ha. Ví dụ như tân dậu đi đó, 1 2 3 4 5 6 7 ha, tân nè, tân nhâm quý giáp ất bính đinh, tức là đinh nó sẽ chung với tân các bạn ha. Từ cái can sinh năm sinh của chúng ta điểm thuận thì chúng ta sẽ đến cái can thứ bảy thì nó sẽ xung với cái can của chúng ta các bạn ha. Chúng ta tính theo cái cách tính của cái ngày ngày tứ kỷ đó các bạn nha, các bạn xem là cái cách tính đó, chút nữa tôi sẽ giới thiệu vào trong cái ngày thì chúng ta sẽ có cái ngày tứ kỷ thì chúng ta sẽ tránh bốn cái ngày như thế nào các bạn ha. Đó thì tránh cái ngày mà xung can chi nè, có chi xung chi nè, có xung can của chúng ta nè ha. Chi xung chi thì xung như thế nào, cái bộ mà tứ hình đó xung theo từng cặp đó các bạn ha. Dậu thì xung mão nè, tý ngọ ha, tý xung ngọ, tý ngọ là xung nhau ha, mão dậu ha, thìn tuất sửu mùi dần thân tỵ hợi các bạn ha. Đó đó đầu tiên là tránh ngày đầu tháng cuối tháng, tránh ngày sát nè, tránh ngày thụ tử sát chủ nè, tránh ngày xung khắc mệnh chủ nè các bạn ha. Đó các bạn chọn, để các bạn chọn được cái ngày khởi công. Khi mà chúng ta đã tránh nhiều như vậy thì cái ngày còn lại nó cũng không nhiều đâu các bạn ha, cho nên chúng ta kỹ quá thì nó cũng khó khăn trong cái việc mà chọn được cái ngày tháng tốt để chúng ta làm nhà các bạn nha. Đó thì ở đây giới thiệu thì phải giới thiệu hết, để các bạn nếu mà tránh càng nhiều được theo cái sơ đồ như thế này thì càng tốt thôi chứ không có gì các bạn ha. Ở đây giới thiệu các bạn là địa địa chi ngũ ngũ hành của địa chi nè, để chúng ta biết chúng ta tránh thiên can nó xung xung là xung một chiều, còn hợp can là hợp hai chiều các bạn ha. Giới thiệu rồi, những cái video đó thì giới thiệu hết rồi, các bạn xem lại thôi ha. Đó. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tránh cái ngày tứ kỵ các bạn ha. Thì cái ngày tứ kỵ là cái ngày như thế nào, các bạn có thể xác định, các bạn có thể xác định hoặc là chúng ta có thể tra các bạn ha. Ở đây giới thiệu cho các bạn cái cách để chúng ta xác định bốn cái ngày tứ kỵ ha, trong cái tháng các bạn ha. Đó là ngày tứ kỵ là chúng ta tránh cái ngày có bốn cái ngày gọi là ngày tứ kỵ các bạn ha, tức là cái ngày thứ nhất mà nó có can chi trùng với can chi của năm sinh gia chủ, ví dụ chúng ta tuổi Tân Dậu thì chúng ta tránh cái ngày Tân Dậu của cái tháng đó ra ha. Đó là cái ngày đầu tiên ha.
rất là đơn giản. Cái tuổi Tân Dậu hay là tuổi Giáp Ngọ thì chúng ta, Giáp Ngọ thì chúng ta tránh cái ngày Giáp Ngọ ra, tuổi Tân Dậu thì chúng ta tránh cái ngày Tân Dậu ra, đơn giản như thôi ha. Cái ngày đó là ngày thứ nhất. Cái ngày thứ hai là gì? Cái ngày mà nó có can trùng với can năm sinh và có chi xung với chi năm sinh gia chủ. Tôi ví dụ như ngày tuổi gia chủ là tuổi Tân Dậu thì có can trùng can là gì các bạn? Tân là ngày Tân các bạn ha. Tân gì đó có chi xung với chi năm sinh gia chủ. Chi mà xung với chi năm sinh gia chủ là gì? Năm sinh là năm Dậu thì cái ngày cái chi mà nó xung đó là Mão, Mão Dậu nó xung nha các bạn ha. Đó. Tức là tránh cái ngày thứ hai là gì? Cái ngày có can trùng với can và chi xung với chi. Tức là người tuổi Tân Dậu sẽ tránh cái ngày là Tân Mão các bạn ha. Mão nó xung với Dậu, can trùng can là Tân các bạn ha. Đó, là cái ngày thứ hai. Cái ngày thứ ba các bạn xét, đó là cái ngày có can nó xung với can, có can nó xung với can của năm sinh gia chủ và có chi nó trùng với chi năm sinh gia chủ ha. Ví dụ như tuổi Tân Dậu 1951 thì có can nó xung với can là gì các bạn? Tân nhâm quý giáp ất bính đinh, tức là đinh hồi nãy tôi giới thiệu các bạn đó, điểm từ cái can mình đến cái can thứ bảy là nó xung lại với cái can mà năm sinh của chúng ta nha. Chúng ta tân ha, tân ha, tân nhâm quý giáp ất bính đinh là bảy, chúng ta điểm từ cái can mà năm sinh của chúng ta nên chúng ta tính một ha, chúng ta điểm đến cái can số 7 thì cái can số 7 nó sẽ xung với cái can năm sinh của chúng ta, được chưa các bạn? Cái đó là cách xác định. Các bạn muốn biết xung can thiên thiên can nó xung một chiều thì các bạn xem lại cái bảng có video giới thiệu rồi các bạn nhé. Đó đó thì cái ngày mà nó có can, cái ngày thứ ba là ngày có can xung với can và chi trùng với chi các bạn ha. Đó ví dụ ngày tuổi Tân Dậu thì cái ngày thứ ba của ngày tứ kỵ đó, can xung can là gì? Tân thì nó đinh nó sẽ xung với tân ha, tức là cái ngày đinh gì đó có chi trùng với chi, tức là đinh dậu các bạn ha. Rồi cái ngày thứ tư là gì? Can xung can và chi xung chi luôn, tức là ngày đinh đinh mão các bạn ha. Tức là cái tuổi Tân Dậu đi, cái tuổi 19 của sinh năm 1951 và tuổi Tân Dậu thì nó có bốn cái ngày tứ kỵ là gì? Là thứ nhất là ngày Tân Dậu, can chi trùng nhau ha, ngày thứ nhất là ngày Tân Dậu. Cái thứ hai là gì các bạn? Can trùng can là Tân Mão ha, Tân Dậu, Tân Mão, Đinh Dậu và Đinh Mão, có bốn cái ngày để chúng ta tránh các bạn ha, bốn cái ngày tứ kỵ chúng ta tránh cái ngày tứ kỵ đây. Sau khi chúng ta tránh những cái ngày mà chúng ta vừa tìm hiểu trên, tức là tránh gì? Tránh ngày đầu tháng cuối tháng, tránh ngày sát, tránh ngày thủ tử sát chủ, tránh ngày xung khắc với mệnh chủ, tránh ngày tứ kỵ. Sau khi chúng ta chọn, chúng ta tránh những cái ngày đó ra, chúng ta dựa vào cái bảng trai ngày hoàng đạo để chúng ta chọn các bạn ha. Tránh những cái ngày đó ra và chúng ta chọn cái ngày theo cái ngày hoàng đạo trong tháng đó các bạn ha. Đó. Ở đây tôi có liệt kê ra cái bảng tra của cái ngày hoàng đạo theo cái tháng âm lịch rồi các bạn ha. Tháng giêng 2 3 4 5 6 cho đến tháng 11 tháng chạp tháng 12 đó các bạn ha. Tháng chạp rồi tháng 12 đó. Giêng 2 3 4 đến tháng tháng chạp. Thì cái ngày hoàng đạo rồi theo từng tháng các bạn phải tra theo cái bảng này các bạn ha. Ví dụ như cái tháng 5 đi, tháng 5 là tháng tháng ngọ các bạn ha, tháng 5 tháng ngọ thì ngày hoàng đạo nó đó là ngày thân ngày dậu nè ha, thuộc thanh long là thuộc ngày, ngày thân là thuộc thanh long nè, dậu thuộc minh đường nè ha, tý là kim quỷ nè, sửu là kim đường nè ha, mão là ngọc đường, ngọ là tứ mệnh. Tức là trong tháng đó nó sẽ có cái những cái ngày thân dậu tức hợi tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi, có cái những cái ngày đó luôn, nhưng mà chúng ta chọn cái ngày gì? Ngày thân, ngày dậu, ngày tý, ngày sửu, ngày mão, ngày ngọ ha, cho cái tháng năm âm lịch các bạn ha. Còn ví dụ như qua tháng 10 đi, tháng 10 âm lịch thì chúng ta sẽ chọn ngày nào? Ngày ngọ, ngày mùi, ngày tức, ngày hợi, ngày sửu, ngày thìn, nó những cái ngày đó với cái chi với cái địa chi đó thì nó sẽ thuộc vào cái nhóm ngày hoàng đạo các bạn ha. Dựa theo cái bảng này để chúng ta chọn cái ngày hoàng đạo trong tháng đó, rồi chúng ta lọc lại, chúng ta tránh những cái ngày đầu tháng cuối tháng, chúng ta tránh ngày sát, chúng ta tránh ngày thủ tử sát chủ, chúng ta tránh ngày xung khắc mệnh chủ, tránh cái ngày tứ kỵ để chúng ta chọn được cái ngày nào nó hợp lý trong cái tháng đó để chúng ta khởi công các bạn ha. Nó đơn giản vậy thôi ha.
Đó, đó là chúng ta chọn về cái ngày, chúng ta đi qua cái chọn cái năm rồi ha, chọn cái năm rồi, cái tháng rồi, cái ngày rồi, cái bây giờ chúng ta sẽ chọn qua cái giờ ha. Cái giờ để chúng ta đồng thổ như thế nào cho nó tốt các bạn nhé. Chúng ta sẽ chọn cái giờ để chúng ta đồng thổ nha các bạn. Đó. Chọn giờ đồng thổ thì chúng ta sẽ tránh cái giờ sát nè. Ha. Giờ sát thì cũng y như là chọn năm tháng ngày giờ. Năm tháng ngày thì chúng ta có tránh cái sát rồi các bạn ha. Cái năm dần ngọ tuất thì sát tài sửu, tức là sinh năm dần ngọ tuất, sinh năm dần năm ngọ năm tuất thì chúng ta sẽ tránh cái giờ sửu ha. Tỵ năm tỵ, năm dậu năm sửu, tránh giờ thìn, ví dụ như vậy thôi. Theo bốn cái bộ tam hợp đó giới thiệu các bạn rồi, nhưng mà biết cách chúng ta tránh thôi ha. Tránh giờ sát, đầu tiên là tránh giờ sát nè. Thứ hai là tránh giờ không vong và sát chủ ha. Ví dụ chúng ta xét theo cái ngày âm lịch, ngày giáp, ngày kỷ ha, ngày ất, ngày canh, ngày bính, ngày tân, ngày đinh, ngày nhâm, ngày mậu, ngày quý ha. Ví dụ như giáp gì đó, giáp ngọ, giáp thìn, giáp tuất gì đó các bạn ha. Đó. Thì chúng ta tránh vào cái giờ thân, giờ dậu, cái ngày giáp kỷ, cái ngày mà nó có cái can đó thuộc giáp kỷ thì chúng ta sẽ tránh giờ không vong giờ, là giờ thân, giờ dậu, và giờ sát chủ là giờ ngọ. Cái bảng này để chúng ta biết chúng ta tránh ha. Chúng ta tra các bạn ha. Ví dụ cái giờ, cái ngày mà nó có cái can là bính tân thì chúng ta sẽ tránh giờ thìn, giờ tỵ, giờ sửu các bạn ha. Đinh nhâm thì dần mão hợi, mậu quý thì tránh giờ tý sửu tỵ ha. Ất canh thì ngọ mùi tỵ ha. Giáp kỷ thì tránh giờ thân, dậu và ngọ các bạn ha. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta tránh giờ sát, chúng ta tránh giờ không vong sát chủ. Cái bước thứ ba là chúng ta sẽ chọn cái ngày hoàng đạo. Chọn chúng ta sẽ lặp lại những cái giờ mà chúng ta tránh, chúng ta loại nó ra ha. Đó. Thì cái giờ giờ hoàng đạo, bảng tra giờ hoàng đạo các bạn ha. Đó. À, chúng ta sẽ tính theo cái ngày âm lịch. Thì ngày Tý, ngày Ngọ này, ngày Sửu, ngày Mùi, ngày Dần, ngày Thân, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Tỵ, Hợi các bạn ha. Theo cái nhóm ngày đó có 6 cái nhóm ngày, thì Tý, Ngọ, Sửu, Mùi, Dần, Thân, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Tỵ, Hợi. À, thì ví dụ như là ngày Mão, ngày Dậu đi, thì chúng ta sẽ có những cái giờ hoàng đạo như giờ Tý nè, 23 giờ tới 1 giờ thì thuộc tư mệnh nè ha. Giờ Dần là Thanh Long, giờ Mão là Minh Đường nè ha. Giờ Ngọ là Kim Quỷ, giờ Mùi Kim Đường ha. Giờ Dậu là Ngọc Đường, giờ Hợi Hợi Nguyên Vũ thì thuộc vào Hắc đạo rồi, không được ha, không không thuộc hoàng đạo ha. Đó, cho nên là dựa vào cái bảng tra giờ hoàng đạo này để chúng ta chọn trong cái ngày mà chúng ta đã chọn được cái ngày tốt chúng ta làm rồi, thì chúng ta sẽ tra cái giờ hoàng đạo. Dựa vào cái bảng này chúng ta sẽ tra cái giờ hoàng đạo trong cái ngày đó để chúng ta khởi công các bạn ha. Đó là cái chọn cái giờ để chúng ta đồng thổ đó, chúng ta khởi công đồng thổ đó các bạn nhé. Đó, đầu tiên là để chọn cái giờ đồng thổ thì chúng ta tránh cái gì, giờ sát nè ha. Tránh giờ không vong sát chủ theo theo những cái bảng này thôi. Rồi thứ ba là chọn theo cái bảng tra giờ hoàng đạo để chúng ta chọn được cái giờ tốt nhất các bạn nhé. Đó. Sang cái bước tiếp theo là chúng ta chọn cái hướng hay là cái vị trí để động thổ các bạn ha. Để làm cái việc này thì chúng ta cần phải phi tinh ha. Phi tinh là cái vận nè ha, cái tiểu vận đó các bạn ha. Tiểu vận là 20 năm đó. Hiện tại là chúng ta ở cái vận 8 các bạn, năm 2023 chúng ta vẫn còn thuộc vận 8, sang năm 2024 là chúng ta sang cái vận 9 các bạn ha. Năm nay là năm cuối cùng của vận 8 nha các bạn. Chúng ta phi tinh cái gì? Phi tinh cái tiểu vận ha. Tiểu vận nè, niên vận nè, nguyệt vận, nhật vận và thời vận các bạn ha. Thì để xét cái hướng hay là vị trí động thổ thì chúng ta phi tinh năm năm cái vận này các bạn ha. Tiểu vận là niên vận, nguyệt vận, nhật vận và thời vận các bạn nha. Thì đầu tiên đó thì khi phi tinh xong chúng ta xét là chúng ta tránh cái hướng ngũ hoàng ha. Sao ngũ hoàng đóng đó các bạn, ngũ hoàng hay là ngũ hoàng sát đó, thì cái sao ngũ hoàng mà đóng ở trung cung đó thì nó vô hại, nhưng mà khi mà nó bay ra đóng tại cái cung nào ở bên ngoài đó thì nó sẽ sát tại cung đó, gọi là ngũ hoàng sát các bạn ha. Thì ngoài cái việc là tránh cái ngũ hoàng sát, ngoài tránh cái vị trí của sao ngũ hoàng đóng thì chúng ta cần phải tránh luôn cái hướng đích sát, tức là cái hướng đối diện với cái sao ngũ hoàng nó đóng các bạn nha. Cái thứ hai là tránh cái hướng thái tuế hay là tuế phá. Thái tuế là tuế phá, tức là cái ở cái tránh cái năm hạn mà chúng ta xác xác định rồi, chúng ta xét rồi các bạn ha. Tức là nó tính theo hàng chi đó, thì cái tuổi của gia chủ, cái gia chủ thuộc cái tuổi nào, tuổi dậu, tuổi ngọ hay là tuổi mão,
Chú Dậu thì nó phạm cái tháng tuế tại cái năm Dậu các bạn ha. Đó. Chúng ta tránh cái hướng Dậu đi ha, phạm tháng tuế tại cái hướng Dậu. Nó Dậu là hướng tây này các bạn ha. Đó. Ví dụ như vậy, ví dụ như gia chủ sinh năm Tý thì nó tránh tránh cái phương Tý đi, tức là phương bắc ha, Dậu là phương tây ha, Mão là phương đông nè ha. Đó. Các bạn xác định dựa trên cái sơ đồ của 24 sơn hướng chúng ta xác định nha. Tránh cái hướng thái tuế hay là tuế phá là cái gì, là cái hướng mà nó đối diện đối diện lại với cái hướng thái tuế các bạn ha. Chủ nhà tuổi Dậu sinh năm Dậu thì tránh cái hướng hướng Dậu trên cái vòng sơ đồ 24 sinh hướng, đồng thời cũng tránh luôn cái hướng tuế phá, tức là cái hướng đối diện với cung Dậu các bạn nhé, tức là cung Mão ha. Đó, cái thứ ba nữa là tránh phạm tam sát. Vì tam sát thì chúng ta xét đến niên tam sát và nguyệt tam sát ha, niên tam sát và nguyệt tam sát ha. Niên tam sát này có ba bốn cái bộ đó: dần ngọ tuất thì sát tại phương bắc ha, thân tý thìn sát tại phương nam, tỵ dậu sửu sát tại phương đông, và hợi mão mùi sát tại phương tây các bạn ha. Nguyệt tam sát là chúng ta tính theo tháng ha, tháng dần ngọ tuất ha. Niên tam sát chúng ta tính năm ha, còn nguyệt tam sát chúng ta tính tháng, tức là tháng dần ngọ tuất, tức là tháng 1, tháng 5, tháng 9 đó thì chúng ta bị sát tại hợi tý sửu, cùng hợi tý sửu là phương bắc ha. Thân tý thìn, tháng thân, tháng tý, tháng thìn thì sát tại tỵ ngọ mùi phương nam ha. Tháng mà tỵ, tháng dậu, tháng sửu thì sát tại dần mão thìn ở hướng đông ha. Còn cái tháng hợi mão mùi thì sát tại thân dậu tuất ở phương tây. Cái này tôi liệt kê ra rồi các bạn ha. Nhìn theo cái bảng này chúng ta xét thôi ha. Đó. Thì chúng ta chọn cái hướng và cái vị trí đồng thổ, là chúng ta đầu tiên trước hết là chúng ta tránh cái hướng ngũ hoàng sát, hướng đích sát các bạn ha, tránh cái hướng thái tuế và tuế phá, thì như vừa trình bày đó, tránh tránh cái hướng phạm tam sát, tức là niên tam sát và nguyệt tam sát, thì còn lại là chúng ta chọn thôi ha. Tránh những cái đó rồi chúng ta chọn cái hướng mà nó có cái hành ngũ hành đó các bạn ha, ngành hành khí đó nó vượng hoặc là nó sinh vượng ha, nó sinh hợp với cái mệnh quái của gia chủ. Ví dụ như là chúng ta là chủ nhà là mệnh mộc ha, chủ nhà mệnh mộc đi, thì chúng ta xét cái vị trí nào mà cái mộc nó vượng ha, để chúng ta đọc thổ đó, xét cái vị trí mà mộc vượng, có hành cái phương vị mà mộc nó vượng, hành mộc nó vượng, hoặc là cái gì các bạn, kim vượng, tại vì hoặc là thủy vượng các bạn ha, mộc vượng hoặc là thủy vượng, đến chi mộc vượng thì nó hợp với sinh hợp với chủ nhà rồi, nhưng mà nó hợp với chủ nhà rồi, còn cái thủy vượng, tức là thủy nó sinh mộc cũng tốt các bạn ha. Mình xét hai cái mộc vượng hoặc thủy vượng nếu chủ nhà mệnh mộc các bạn nha. Còn lại là chúng ta tránh những cái hướng như vừa trình bày ha, tránh hướng vừa trình bày, tránh cái hướng của sao ngũ hoàng đóng nè, tránh hướng đích sát ha, tránh hướng thái tuế và tuế phá, tránh hướng phạm tam sát ha. Xong rồi chúng ta sẽ chọn cái hướng mà nó có cái hành khí đó nó hợp với cái mệnh của gia chủ ha, và cái hướng hoặc là cái hướng mà nó sinh hợp với cái mệnh của gia chủ các bạn nha. Đó, thì cái đó là cái cách để chúng ta chọn cái phương vị, cái vị trí để mình động thổ trên cái sơ đồ khu đất của chúng ta các bạn ha. Đó. Đó, tức là chúng ta sẽ xét cái vị trí đồng thổ các bạn ha, đồng thổ ở hướng hợp với mệnh trạch của gia chủ các bạn ha. Đó, tức là xác định cái mệnh quái của gia chủ trước cái đã, để mình biết, tại vì mình xét cái phương vị mình động thổ thì mình phải xét đến mệnh quái các bạn ha. Nó mệnh quái nó liên quan đến phương vị ha. Nó áp lên cái sơ đồ của Bát Quái Hậu Thiên, nó có phương vị trên đó các bạn nha. Rồi chúng ta phi tinh để xác định cái phương vị mà nó có hành, cái ngũ hành đó nó vượng với tuổi của gia chủ, hoặc là nó sinh hợp với cái hành của cái mệnh chủ các bạn ha. Ví dụ như là chủ chủ nhà mệnh Tốn đi, mộc ha, thuộc mộc á, thì chúng ta khởi công động thổ phi tinh để chúng ta biết là khởi công động thổ vào cái giờ ngọ ngày Mậu Dần tháng 2 năm Đinh Hợi 2007, ví dụ ha, vận 8 hạ nguyên. Mình đang ở vận 8 các bạn ha. Mình đang ở vận 8 tam nguyên cửu vận đó, các bạn xem lại những cái video đó tôi có trên bàn ha. Cái vận chính là nó bắt đầu từ 2024, tức là năm sau các bạn. Năm nay chúng ta là năm cuối cùng của vận 8 ha. 2023 là năm cuối cùng vận 8, 2024 đến 2043 tức là vận chính. Sau sau cái vận chính là nó sẽ trở lại cái đại vận mới, và nó bắt đầu cái tiểu vận 1 của cái vận mới các bạn ha, của đại vận tiếp theo. Năm nay là năm cuối cùng của vận 8 ha.
cái vận là vận 7, vận 8, vận 9 là nó thuộc về cái hạ nguyên các bạn ha. Thượng nguyên là 1, 2, 3, vận 1, vận 2, vận 3, vận trung nguyên là vận 4, vận 5, vận 6 và vận 7, vận 8, vận 9 là thuộc hạ nguyên. Chúng ta đang ở hạ nguyên của vận 8, hạ nguyên ha. Thì ví dụ ở đây là một cái xét một cái ví dụ chúng ta phi tinh là của vận 8 này các bạn ha, năm Đinh Hợi 2007 nè, tháng tháng 2 tháng Mão nè, ngày Mậu Dần 26 nè, giờ ngọ là từ 11 đến 11 giờ đến 13 giờ đến 1 giờ đó. Đó. Thì đây là cái sơ đồ phi tinh, mình gộp chung nó lại trên một cái sơ đồ này để mình xét cái tương sinh tương khắc của cái ngũ hành ở trên cái vị trí này, từng cái vị trí phương vị này để chúng ta xét các bạn ha. Đây là một cái ví dụ thôi để chúng ta biết nè ha. Ví dụ như là chủ nhà là mệnh tốn thuộc mộc ha, tìm phương vị nè, để mình tìm cái phương vị để mình động thổ đó, thì mình sẽ tìm cái vị trí nào mà mộc nó vượng, tại vì chủ nhà mệnh mộc mà ha, tìm vị trí mộc vượng để mình động thổ, hoặc là thủy vượng để làm chi, để làm chi các bạn, để thủy nó sinh mộc ha. Là hai mình cần xét hai cái hành là mộc và thủy nó vượng cho chủ nhà mệnh mộc các bạn ha. Đó. Hoặc là khi mình xét xong thì mình sẽ thấy đa số những cái vị trí là nó bị ảnh hưởng rồi, nó không vượng ha, hoặc là bị khắc các bạn ha. Còn lại cái vị trí để mình động thổ nó không có nhiều. Đó. Nếu mình xét kỹ, mình xét tất cả các cái phi tinh, tất cả các vấn đề như là vận nè, niên vận 8 nè, tiểu vận nè, niên vận nè, nguyệt vận, nhật vận và thời vận, xét hết thì nó đôi khi nó không còn cái phương vị nào để mình động thổ nữa, tại vì mỗi cái sơ đồ phi tinh có thể là một cái khi đó cái sao ngũ hoàng nó ra nó đóng ở một cung, mà sao ngũ hoàng nó đóng ở một vị trí nào đó thì đối diện với nó cũng là hướng đích xác, là mình bỏ hai cái hướng đó rồi các bạn ha, tức là vị trí của sao ngũ hoàng và cái hướng đối diện với sao ngũ hoàng là mình bỏ rồi, không dùng được. Có thể là sao ngũ hoàng nó ra ngoài ở vận nè, ở năm nè, ở tháng nè, ở ngày nè, ở giờ nè. Cho nên là xét tất cả thì đôi khi là nó khó khăn. Đôi khi chúng ta chỉ cần xét cái gì các bạn, chỉ cần xét cái phi tinh, cái niên vận là được. Bởi vì chúng ta phân tích á, là chúng ta thấy không có ai mà làm nhà trong 20 năm cả. Ngày nay các bạn ha, ngày xưa thì những cái nhà, những cái phường thợ người ta làm những cái nhà cổ chạm khắc rồi đó, đôi khi nó lâu. Mà chúng ta cần xét đến cái vận các bạn ha. Còn hiện nay chúng ta chỉ làm nhà trong năm, một vài tháng trong năm là đạt các bạn ha. Không ai làm nhà trong một tháng, những cái nhà tạm thôi, nhà tạm thì có thể làm trong một tháng, nhưng mà nhà tạm thì chúng ta cũng không cần coi ngày, coi vị trí động thổ làm gì các bạn ha. Đó, không ai làm nhà trong một giờ, không ai làm nhà trong một giờ cả ha, trong một ngày và một giờ cả. Cho nên là cái hợp lý nhất là chúng ta phi tinh cái niên vận thôi cũng được các bạn nha. Nếu mà phi tinh tất cả các vấn đề này, từ vận nè, niên vận nè, nguyệt vận, nhật vận và thời vận, năm cái sơ đồ phi tinh, thì đôi khi chúng ta không còn phương vị để chúng ta đồng thổ nữa ha. Ví dụ như xét một cái sơ đồ phi tinh mà chúng ta kết hợp ha, cái góc ở trên là năm ha, tháng nè, vận là ở giữa các bạn ha, giờ và ngày. Phi tinh tất cả các vấn đề này chúng ta gộp nó lại trên một cái sơ đồ để chúng ta xét, thì chúng ta thấy là cái chủ nhà này được cái bên cái thủy vượng là cái hướng đông của chúng ta nè ha, hướng tây là mộc vượng nè, cũng được nè. Đó. Phía tây nam nè các bạn ha, phía tây nam được thủy vượng ha, ba vị trí nè, thủy vượng nè, phía đông nè, phía tây là mộc vượng nè, phía tây nam chúng ta là thủy vượng nè, ba vị trí này được. Nhưng mà chúng ta xét cái phía tây nam của chúng ta đó thì có sao ngũ hoàng đóng, tức là sao số 5 nè, mình bỏ nó đi được chưa. Đó, có sao ngũ hoàng đóng và cái hướng đối diện sao ngũ hoàng là cái hướng đông bắc nè, hướng đông bắc. Hai cái hướng ngũ hoàng và cái hướng thứ hai hướng đông bắc là đích xác, thì chúng ta cũng bỏ đi luôn các bạn ha. Chỉ còn lại hai hướng là hướng đông và hướng tây ha. Hướng đông, hướng tây thì hướng đông chúng ta có thủy vượng, chúng ta xét là chúng ta không thấy sao ngũ hoàng đóng bên này, chỉ có sao ngũ hoàng đóng ở phía bên này thôi. Nhưng mà lúc đó là cái gì các bạn, nó thuộc sao ngũ hoàng, nó thuộc cái trong ngày thôi ha. Sao ngũ hoàng thuộc trong ngày thôi, cho nên cái hướng đích xác nó cũng không ảnh hưởng lắm. Cho nên là chúng ta có thể chọn cái vị trí động thổ ở hướng đông cho chủ nhà mệnh tốn mộc các bạn ha. Đó.
khi mà phi tinh ra để làm gì? Để chúng ta xét cái vị trí chúng ta đồng động thổ, coi chủ nhà cái mệnh gì, chúng ta dùng cái mệnh đó. Nếu mà cái mệnh đó nó vượng ha, cái hành của cái mệnh chủ nhà, mệnh chủ đó nó vượng, hoặc là cái hành nào mà nó sinh nó vượng với chủ nhà là được các bạn ha. Vấn đề quan trọng là chúng ta xét cái đó thôi các bạn ha. Chúng ta cần phải phi tinh, thì phi tinh cái cách mà phi tinh đại vận nè, tiểu vận nè, niên vận, nguyệt vận, nhật vận và thời vận thì có video đã trình bày với các bạn rồi, các bạn xem lại cái video phi tinh rồi ha. Đây là một cái sơ đồ để ví dụ để chúng ta xét cái phương vị đồng thổ các bạn nha. Đó.